quân bài Ukraine có thể dùng để thuyết phục Tổng thống đắc cử Trump. Một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết lời đề nghị này có thể thuyết phục Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tiếp tục ủng hộ Kiev. Trong cuộc phỏng vấn với báo La Repubblica của Ý ngày 14 tháng 11, trợ lý hàng đầu của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak, được hỏi về mối quan hệ Mỹ-Ukraine sẽ thay đổi như thế nào dưới thời Trump và việc ông trở lại Nhà Trắng có thể tác động gì đến cái gọi là kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ông cho biết ukraine có thể đề nghị thay thế một phần quân đội mỹ đồn trú ở châu âu cũng như cung cấp quyền tiếp cận độc quyền các khoáng sản quý hiếm ở nước này nhằm đảm bảo sự ủng hộ của tổng thống đắc cử mỹ donald trump tổng thống zelensky gần đây đưa ra kế hoạch chiến thắng trong đó gồm các đề xuất như nga rút hết quân khỏi ukraine và ukraine ngay lập tức được mời gia nhập nato các lãnh đạo phương Tây không tỏ ra mặn mà với những đề xuất này. Moscow cũng bác bỏ kế hoạch chiến thắng của Ukraine vì cho rằng đây không phải là bước khởi đầu cho các cuộc đàm phán, mà là công thức dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO. Tuy nhiên, theo ông Podolyak, một số yếu tố của kế hoạch này có thể khơi gợi sự quan tâm của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, tránh kịch bản Washington sẽ cắt viện trợ dành cho Kiev chúng tôi mang chủ nghĩa thực dụng vào bàn đàm phán chúng tôi đã phát triển chuyên môn quân sự và có thể đề nghị ông trump thay thế một phần lực lượng dự phòng của mỹ ở nhiều khu vực khác nhau trước hết là ở châu âu chúng tôi có trữ lượng khoáng sản quý hiếm như lithium và titan mà chúng tôi có thể cùng nhau khai thác ông nói ông cũng tìm cách xua tan mối lo ngại rằng chiến thắng của ông trump là tín hiệu xấu đối với ukraine tổng thống đắc cử trump đã liên tục chỉ trích viện trợ vô điều kiện của washington dành cho kiev và tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột để làm được điều này ông có thể buộc kiev phải đình chỉ tham vọng trở thành thành viên nato và đóng băng các hoạt động giao tranh dọc chiến tuyến hiện tại trong bài phát biểu hôm qua tại dinh thự malaco ông trump khẳng định chính quyền sắp tới của ông sẽ tập trung giải quyết cuộc xung đột nga ukraine chúng tôi sẽ nỗ lực giải quyết xung đột nga ukraine cuộc chiến này phải chấm dứt nga và ukraine phải dừng lại tổng thống đắc cử nói một số nguồn tin cho biết, kế hoạch của ông Trump có thể bao gồm buộc Ukraine nhượng bộ về lãnh thổ. Mặc dù vậy, ông Podolyak bác bỏ bất kỳ ý kiến nào cho rằng một thỏa thuận hòa bình phải có sự nhượng bộ nào đó từ Ukraine. Cựu Thủ tướng dự đoán Ukraine sụp đổ vào mùa đông Cựu Thủ tướng Mykola Azarov cảnh báo Ukraine sẽ phải đối mặt với các vấn đề ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong mùa đông tới do tình trạng thiếu lao động trầm trọng vì việc huy động đi lính. Ukraine sẽ phải đối mặt với nhiều kiểu sụp đổ khác nhau trong mùa đông do thiếu lao động trầm trọng. Ông Azarov viết trên kênh Telegram của mình: Ai sẽ dọn tuyết khỏi các thành phố nếu như gần như tất cả nhân viên ngành thang máy đã bị sa thải? Vì lý do này, các thành phố có thể rơi vào tình trạng bị tuyết bao vây, việc cung cấp nhiên liệu và thực phẩm sẽ gặp khó khăn. Điều này có nghĩa là người dân Ukraine sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt chúng. Ông Azarov nói thêm rằng ở Ukraine cũng sẽ xảy ra tình trạng mất điện thường xuyên vào mùa đông. Người ta lo ngại rằng tình trạng thiếu hụt năng lượng trên khắp Ukraine có thể khiến người dân không có điện từ 8 đến 14 giờ một ngày trong mùa đông tới. Nhưng ông Azarov cho biết chính quyền Kiev sẽ không thể đối phó với tình trạng này không chỉ do thiếu lao động mà còn do thiếu kinh nghiệm quản lý. Thành viên Quốc hội Ukraine Dmytro Nataloka trước đó cũng tuyên bố về tình trạng thiếu lao động thảm khốc do nhiều công nhân được điều động và lực lượng vũ trang Ukraine hoặc ra nước ngoài. Luật tăng cường huy động quân sự ở Ukraine có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5. Văn bản này bắt buộc tất cả những người có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự phải cập nhật dữ liệu của mình tại cơ quan đăng ký và nhập ngũ trong vòng 60 ngày kể từ ngày có hiệu lực. Tình trạng thiếu binh lính trầm trọng khiến Ukraine phải tăng cường huy động và hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 tuổi. Việc này trái nghĩa vụ quân sự gây ra nhiều cuộc diệt đuổi và xung đột giữa nhân viên tuyển quân với những người bị bắt đi lính. Bộ Hiệu quả Chính phủ của Elon Musk đang tuyển dụng nhân sự lương không đồng Bộ Hiệu quả Chính phủ Doc, nơi Tổng thống đắc cử Trump giao cho Elon Musk và Vivek Ramaswamy phụ trách, đang thông báo mở rộng tuyển dụng cho các ứng viên quan tâm, nhân viên của bộ sẽ không được trả lương cho các nỗ lực cắt giảm chi phí của họ. Doc đã viết trong một bài đăng trên ít do tỷ phú Elon Musk sở hữu rằng những ai muốn làm việc trong nỗ lực cắt giảm chi phí của họ nên gửi sơ yếu lý lịch của họ qua tin nhắn trực tiếp trên ít. Để gửi tin nhắn trực tiếp đến tài khoản Rock, người dùng hiện phải được xác minh. Điều này đòi hỏi ít nhất 8 đô la một tháng phí đăng ký ít. Chúng tôi rất biết ơn hàng nghìn người Mỹ đã bày tỏ sự quan tâm đến việc giúp đỡ chúng tôi tại Rock. Chúng tôi không cần thêm những người tạo ra ý tưởng bán thời gian. Chúng tôi cần những nhà cách mạng chính phủ nhỏ có chỉ số EQ cực cao, sẵn sàng làm việc hơn 80 giờ mỗi tuần để cắt giảm chi phí không mấy hấp dẫn, Rock viết. Nếu đó là bạn, hãy gửi tin nhắn trực tiếp cho tài khoản này cùng với CV của bạn. Ellen và Vivek sẽ xem xét một phần ứng viên hàng đầu. Để trả lời, một người dùng X đã quan sát thấy sự nhiệt tình không kiềm chế khi muốn trở thành một phần của điều gì đó có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, đòi hỏi một khối lượng công việc siêu chất lượng và tẻ nhà khổng lồ. Mết lưu ý rằng những người làm việc tại đó sẽ không được trả lương cho những nỗ lực cắt giảm chi tiêu và tinh giản chính phủ của họ. Musk nhận xét, thật vậy, đây sẽ là công việc tẻ nhạt, tạo ra nhiều kẻ thù và tiền lương là bằng không, thật là một thỏa thuận tuyệt vời. Ramad Kwami, người sáng lập Rovian Sciences, cho biết trong bài đăng trên ít vào thứ Năm, nếu nó không thúc đẩy lợi ích của công dân Mỹ, chúng tôi sẽ đưa nó vào thớt chặt. Thật đáng kinh ngạc, có một số chương trình mà quốc hội đã hết hàng nhưng tiền vẫn chảy ra ngoài. Điều đó cần phải chấm dứt vào năm tới. Hôm thứ Ba, ông Trump tuyên bố rằng Musk và Ramaswamy sẽ lãnh đạo DOC và làm việc để phá bỏ bộ máy quan liêu của chính phủ, cắt giảm các quy định dư thừa, cắt giảm chi tiêu lãng phí và tái cấu trúc cơ quan liên bang. Nó có khả năng trở thành dự án Manhattan của thời đại chúng ta, thông báo cho biết các chính trị gia cộng hòa đã mơ về các mục tiêu của đó trong một thời gian rất dài để thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ này bộ hiệu quả chính phủ sẽ cung cấp lời khuyên và hướng dẫn từ bên ngoài chính phủ và sẽ hợp tác với nhà trắng và văn phòng quản lý và ngân sách để thúc đẩy cải cách cơ cấu quy mô lớn và tạo ra một cách tiếp cận mang tính kinh doanh đối với chính phủ chưa từng thấy trước đây tuyên bố của ông trump cho biết Thông báo của Tổng thống đắc cử cho biết thêm rằng, dưới sự lãnh đạo của Musk và Ramaswamy, Trump sẽ kết thúc công việc của họ vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Một chính phủ nhỏ hơn, hiệu quả hơn và ít quan liêu hơn sẽ là món quà hoàn hảo cho nước Mỹ vào dịp kỷ niệm 250 năm tuyên ngôn độc lập. Ông Trump nói thêm, tôi tin chắc họ sẽ thành công. Ông Trump sắp cắt giảm thuế xe điện, Tesla hưởng lợi, ba hãng xe lớn lo sốt vó. Nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump dự định cắt trợ cấp thuế lên đến 7.500 USD dành cho khách hàng mua xe điện. Kế hoạch này được xem là mang lợi ích cho Tesla song khiến các hãng đối thủ lao đao. Vì sao lại có lợi cho Tesla? Theo hãng tin Reuters, việc chấm dứt trợ cấp thuế có thể gây ra hệ lụy nghiêm trọng đối với quá trình chuyển đổi sang xe điện vốn đã bị đình trệ tại Mỹ. Dù vậy, các đại diện của Tesla, hãng sản xuất xe điện lớn nhất nước Mỹ, tuyên bố trước nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump rằng họ ủng hộ quyết định nói trên. Chính sách trợ cấp thuế kể trên là một trong những biện pháp mang đậm dấu ấn của chính quyền Tổng thống Joe Biden dựa trên đạo luật giảm lạm phát. Hiện quá trình thảo luận về bãi bỏ trợ cấp thuế dành cho xe điện đang được nhóm phụ trách về chính sách năng lượng do tỷ phú dầu mỏ Haroham, nhà sáng lập tập đoàn Continental Resources và thống đốc bang Bắc Dakota Doe Bugum tiến hành. Được biết, kể từ khi ông Trump tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày mùng 5 tháng 11, nhóm này đã tiến hành một vài cuộc họp tại tư dinh của ông Trump ở Makeako, Florida. Trước đó trong thư gửi tới Quốc hội Mỹ ngày 15 tháng 10, Liên minh đổi mới ngành xe hơi đã kêu gọi Quốc hội Mỹ duy trì trợ cấp thuế dành cho xe điện. AAI coi khoản trợ cấp này là yếu tố vô cùng quan trọng để củng cố vị thế lãnh đạo toàn cầu của Mỹ trong ngành chế tạo xe hơi trong tương lai. Trong khi đó, nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump tin rằng việc loại bỏ trợ cấp thuế dành cho xe điện là mục tiêu dễ dàng thực hiện được khi lưỡng viện quốc hội đang được Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Trước đó, hồi tháng 7, CEO Tesla Elon Musk, một trong những nhà tài trợ và ủng hộ lớn nhất trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump, cho rằng việc loại bỏ trợ cấp thuế dành cho xe điện có thể gây tổn hại đôi chút đối với doanh số của Tesla, nhưng sẽ là thảm họa đối với các đối thủ của hãng tại Mỹ, bao gồm gã khổng lồ trong nền công nghiệp xe hơi Mỹ General Motors. Thậm chí, ông Musk còn nhận định việc loại bỏ trợ cấp thuế dành cho xe điện có thể mang lại lợi ích cho Tesla về lâu dài. Theo ông Nicolas Musk, giám đốc quỹ Purpose Investment đang đầu tư vào Tesla, công ty của ông Musk có thể chống chịu được tác động tiêu cực từ doanh số bán xe điện do bị mất khoản trợ cấp thuế bởi sức mạnh về cơ khí và chế tạo của Tesla cho hãng cắt giảm mạnh chi phí. Việc không còn nhận được trợ cấp thuế dành cho xe điện đồng nghĩa các đối thủ của Tesla không thể đuổi kịp và cạnh tranh với hãng, ông Musk nhận định. Dù vậy, không phải thành viên Đảng Cộng Hòa nào cũng đồng tình với chính sách loại bỏ trợ cấp thuế dành cho xe điện. Ông Mike Murphy, chiến lược gia lâu năm của Đảng Cộng Hòa, đã gọi chính sách này là đặt Tesla lên trên hết. Theo ông Murphy, động thái trên ảnh hưởng không tốt tới các nhà sản xuất xe hơi Mỹ đang cố bắt kịp ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc, vốn nhận được khoản viện trợ lớn từ chính phủ Trung Quốc. Phản ứng từ bộ ba Detroit, các nhà sản xuất xe hơi tại Mỹ đang hồi hộp chờ đợi những thay đổi trong chính sách sản xuất xe hơi dưới thời chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Một số hãng tin đã tính đến chuyện linh hoạt hơn và đẩy mạnh sản xuất dòng xe thể thao đa dụng và xe tải vốn mang lại nhiều lợi nhuận cho bộ ba Detroit, General Motors, Ford và Stellantis. Song, những thay đổi khác bao gồm loại bỏ trợ cấp thuế dành cho xe điện có thể khiến những nỗ lực chuyển đổi từ sản xuất xe hơi truyền thống sang xe điện của họ đổ xuống sông xuống biển. Một khi thiếu đi trợ cấp thuế dành cho xe điện, các hãng xe hơi đối thủ của Tesla rất khó kiếm được lợi nhuận từ loại xe này. GM, Ford, Hyundai và nhiều hãng xe khác dù vẫn tăng cường sản xuất xe điện, song đang phải chật vật cắt giảm chi phí. Ford được dự đoán sẽ phải gánh khoản lỗ kỷ lục 5 tỷ USD cho hoạt động sản xuất xe điện và các phần mềm có liên quan trong năm nay. Trước đó, hãng đã phải phụ thuộc rất nhiều vào các khoản trợ cấp thuế dành cho xe điện để thu hút khách hàng. Dù vậy, ngay cả khi nhận được các khoản viện trợ thuế dành cho xe điện, nhu cầu dành cho xe điện bán tải F50 Lightning của hãng vẫn sụt giảm mạnh mẽ, buộc Ford phải tạm dừng sản xuất mẫu xe này từ nay cho đến cuối năm. Nghiệp đoàn công nhân sản xuất ô tô Mỹ, đại diện cho công nhân làm việc cho bộ ba Detroit, từ lâu đã ủng hộ chính sách hỗ trợ xe điện của Tổng thống Biden, bao gồm cả khoản trợ cấp thuế 7.500 USD Tháng trước, Chủ tịch Nghiệp đoàn Công nhân Sản xuất ô tô Mỹ, Jean Fein đã lên tiếng chỉ trích gay gắt lời đe dọa đảo ngược chính sách của Tổng thống Biden từ ông Trump. Theo ông Fein, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến sinh kế của hàng trăm nghìn lao động trong ngành công nghiệp xe hơi. Rò rỉ tin mật, ông Trump có danh sách dài các quan chức cấp cao lầu năm gốc sẽ bị sa thải các thành viên trong nhóm duyệt giao của Tổng thống đắc cử Donald Trump đang lập danh sách các chỉ huy quân đội sẽ bị sa thải, có khả năng bao gồm cả hội đồng tham mưu trưởng liên quân trong một cuộc cải tổ chưa từng có tại Lầu Năm Góc. Việc lập kế hoạch sa thải đang ở giai đoạn đầu sau chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 của ông Trump và có thể thay đổi khi chính quyền Trump thành hình. Reuters dẫn các nguồn tin giấu tên từ những người quen thuộc với quá trình chuyển giao của ông Trump cho biết một trong những nguồn tin đặt câu hỏi về tính khả thi của một cuộc sa thải hàng loạt tại Lầu Năm Góc. Cũng không rõ liệu bản thân ông Trump có tán thành kế hoạch này hay không, mặc dù trước đây ông đã chỉ trích rất nhiều các nhà lãnh đạo quốc phòng không đồng ý với ông. Trump cũng đã nói trong chiến dịch về việc sa thải các tướng lĩnh thức thời và những người chịu trách nhiệm cho cuộc rút quân đầy rắc rối năm 2021 khỏi Afghanistan. Nguồn tin thứ hai cho biết chính quyền sắp tới có thể sẽ tập trung vào các sĩ quan quân đội Mỹ được coi là có liên hệ với Mark Milley, cựu chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân của Trump. Trong cuốn sách World của nhà báo Bob Woodward được xuất bản vào tháng trước, tác giả trích dẫn Milley gọi ông Trump là phát xít đến tận xương tuổi. Và các đồng minh của ông Trump đã nhắm vào cựu sĩ quan cao cấp này vì cho rằng ông không trung thành với cựu tổng thống. Mọi cá nhân được Milley thăng chức và bổ nhiệm đều sẽ ra đi. Nguồn tin thứ hai cho biết, có một danh sách rất chi tiết về tất cả những người có liên hệ với Milley và tất cả họ đều sẽ ra đi. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân bao gồm các sĩ quan cấp cao nhất trong quân đội Mỹ và bao gồm những người đứng đầu lục quân, hải quân, thủy quân lục chiến, không quân, vệ binh quốc gia và lực lượng không gian. Việc tiết lộ kế hoạch sa thải, các nhà lãnh đạo cấp cao của lực lượng vũ trang Mỹ diễn ra một ngày sau khi Trump chọn Peter Hesed, một cựu chiến binh, bình luận viên của Fox News, người đã ra hiệu sẵn sàng dọn dẹp lầu Năm Góc, làm bộ trưởng quốc phòng. Tổng thống tiếp theo của Mỹ cần phải cải tổ triệt để đội ngũ lãnh đạo cấp cao của lầu năm góc để chúng ta sẵn sàng bảo vệ đất nước và đánh bại kẻ thù. Rất nhiều người cần phải bị sa thải. Headset cho biết trong cuốn sách The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Man Who Keeps Us Free, xuất bản năm 2024 không rõ liệu việc hết thiếu kinh nghiệm quản lý có thể làm phức tạp thêm quá trình phê chuẩn của Thượng viện hay không, và liệu một giải pháp thay thế truyền thống hơn cho vị trí này có thực hiện những đợt sa thải toàn diện như vậy hay không. Người đầu tiên sẽ bị sa thải. Hatchet cũng đã nhắm vào người kế nhiệm ông Milley, tướng không quân CQ Brown, đặt câu hỏi hỏi liệu ông có được nhận công việc này nếu không phải là người da màu hay không. Có phải vì màu da của ông ấy không? Hay vì kỹ năng của ông ấy? Chúng ta sẽ không bao giờ biết nhưng luôn nghi ngờ, điều này có vẻ không công bằng với Brown, nhưng vì ông ấy đã biến lá bài chủng tộc thành một trong những lá bài quan trọng nhất của mình nên điều đó thực sự không quan trọng lắm, ông viết, nguồn tin đầu tiên quen thuộc với kế hoạch chuyển giao cho biết Brown sẽ là một trong số nhiều sĩ quan phải rời đi. Các tổng tham mưu trưởng và tất cả phó tổng tham mưu trưởng sẽ bị sa thải ngay lập tức, nguồn tin cho biết, trước khi lưu ý rằng đây vẫn chỉ là kế hoạch ban đầu một số quan chức hiện tại và trước đây của mỹ đã hạ thấp khả năng xảy ra một cuộc cải tổ lớn như vậy nói rằng điều đó là không cần thiết và gây gián đoạn trong thời điểm toàn cầu đang hỗn loạn với các cuộc chiến đang diễn ra ở ukraine và trung đông nguồn tin đầu tiên cho biết sẽ rất khó khăn về mặt hành chính để sa thải và thay thế một nhóm lớn các quan chức quân sự cấp cao của mỹ cho rằng kế hoạch này có thể chỉ là sự khoa trương và làm dáng của các đồng minh của ông trump nhưng nguồn tin thứ hai cho rằng phe ông Trump tin rằng Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cần phải thu hẹp do nhận thức được sự quá mức về mặt hành chính. Nguồn tin cho biết những đợt cắt giảm như vậy có thể được thực hiện trong một tổ chức có quy mô như quân đội Mỹ. Nguồn tin cho biết những người này không phải là không thể thay thế, họ rất dễ thay thế và điều khác nữa là không thiếu những người sẽ tiến lên. Trong Thế chiến thứ hai, chúng tôi đã nhanh chóng bổ nhiệm những người ở độ tuổi 30 hoặc những người có năng lực làm tướng lĩnh. Và bạn biết không, chúng tôi đã thắng cuộc chiến. Chính sách đối ngoại Mỹ sẽ đảo chiều khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Việc Tổng thống đắc cử Donald Trump trở lại Nhà Trắng đã làm dấy lên suy đoán về khả năng đảo chiều chính sách đối ngoại của Mỹ trong 4 năm tới. Chiến thắng của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã làm dấy lên lo ngại trong số những người ủng hộ định hướng chính sách đối ngoại hiện tại dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, việc ông Trump trở lại Nhà Trắng cũng thắp lên hy vọng cho những người quan tâm đến sự thay đổi về chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kỳ mới. Một câu hỏi cấp bách không chỉ được đặt ra trong giới chính trị Mỹ mà còn trong số các đồng minh và đối thủ của Washington trên toàn thế giới là chính sách đối ngoại của Mỹ có thể thay đổi đến mức nào dưới thời chính quyền của Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Nhiều chuyên gia dựa trên những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống đắc cử Trump và nhóm vận động tranh cử của ông cho rằng sự trở lại lần này sẽ mang lại những thay đổi đáng kể về chính sách. Tuy nhiên, ngay cả khi Đảng Cộng hòa chiếm đa số ở cả hai viện của Quốc hội, đặc biệt là Thượng viện, nơi có ảnh hưởng đáng kể đến chính sách đối ngoại, ông Trump cũng khó có thể thực hiện đầy đủ các cam kết của mình về chính sách đối ngoại. Về lý thuyết, việc ông Trump trở lại nhà trắng sẽ diễn ra trong những điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện chương trình chính sách đối ngoại của ông. Đảng Cộng hòa không chỉ chiếm đa số tại Hạ viện mà còn giành lại quyền kiểm soát Thượng viện, nơi ảnh hưởng đáng kể tới chính sách đối ngoại của Mỹ bằng cách phê chuẩn các quyết định bổ nhiệm quan trọng và các hiệp ước quốc tế. Khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Đắc cử Trump dự kiến sẽ tái áp dụng nguyên tắc nước Mỹ trên hết trong chính sách đối ngoại. Điều này cho thấy một cách tiếp cận thực dụng hơn đối với các vấn đề quốc tế, nhưng không nhất thiết dẫn đến sự thay đổi toàn diện trong các mục tiêu và ưu tiên của chính sách đối ngoại. Nhiệm kỳ đầu tiên. Nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump cho thấy những thay đổi về mặt chiến thuật nhưng vẫn đảm bảo tính liên tục về mặt chiến lược trong chính sách đối ngoại của Mỹ qua các đời tổng thống. Nhiều người dự đoán rằng ông Trump sẽ thay đổi đáng kể chính sách đối ngoại của Mỹ sau chiến thắng vào năm 2016 nhưng rốt cuộc diễn biến thực tế không diễn ra như vậy vào thời điểm đó tổng thống đảng cộng hòa tuyên bố sẽ giải thể nato liên minh quân sự do mỹ dẫn đầu ông trump yêu cầu các nước nato phải tăng ngân sách cho chi tiêu quốc phòng đồng thời nhấn mạnh mỹ không phải là ô bảo hộ và gánh phần lớn chi phí cho các nước đồng minh cách tiếp cận này đã tạo ra căng thẳng trong liên minh nato và dẫn tới việc phân bổ lại trách nhiệm nhưng cuối cùng, thay vì giải thể, thì chính sách của ông Trump lại giúp củng cố NATO bằng cách khuyến khích sự tham gia nhiều hơn của châu Âu vào an ninh của chính họ. Ông Trump cũng bày tỏ mong muốn thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nga. Ông đưa ra những tuyên bố tích cực về tổng thống Vladimir Putin và theo đuổi một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân mới có sự tham gia của Trung Quốc. Nhưng cuối cùng, những động thái của chính quyền Trump đã dẫn tới các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga và tăng viện trợ cho Ukraine, ngăn cản mọi khả năng cải thiện thực sự quan hệ Nga-Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông trump mỹ đã bắt đầu một cuộc chiến thương mại với trung quốc hạn chế hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao và thực hiện các biện pháp nhằm kiềm chế ảnh hưởng của trung quốc tại châu á và các khu vực khác tuy nhiên những bước đi đối đầu này là sự tiếp nối của chính sách ngăn chặn và chiến lược xoay trục sang châu á do chính quyền tổng thống barack obama khởi xướng do vậy không thể coi đây là sự thay đổi lớn trong chính sách của chính quyền trump xung đột ukraine một trong những ưu tiên chính sách đối ngoại quan trọng trong nhiệm kỳ thứ hai của tổng thống đắc cử donald trump sẽ là xung đột ở ukraine trong chiến dịch tranh cử của mình ông trump tuyên bố với tư cách là tổng thống ông có thể nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến tại ukraine tuy nhiên ông cũng nói rằng ông sẽ không cam kết tăng viện trợ cho kiev thay vào đó các nước châu âu nên chịu trách nhiệm nhiều hơn cho việc hỗ trợ ukraine mối quan hệ của ông trump với nga có nhiều điểm mâu thuẫn một mặt thì ông trump tìm kiếm mối quan hệ nồng ấm hơn với ông putin liên tục nói về nhà lãnh đạo nga bằng những tuyên bố tích cực gọi ông là người tài giỏi và thông minh. Trong khi đó, ông lên án hoạt động của Nga tại Ukraine, gọi đó là sai lầm lớn của Moscow. Sự mâu thuẫn này cùng với những tuyên bố chống Ukraine từ các thành viên trong vòng tròn thân cận của ông Trump đã tạo ra sự không chắc chắn xung quanh lập trường mà Washington sẽ theo đuổi dưới thời chính quyền mới của Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Ông Trump dự kiến sẽ theo đuổi một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine, có khả năng tận dụng sự phụ thuộc của Kiev vào viện trợ quân sự và kinh tế của Mỹ, cũng như khả năng chấm dứt sự hỗ trợ này, để làm đòn bẩy cho thỏa thuận hòa bình. Một thỏa thuận hòa bình có thể sẽ đi kèm với các điều khoản ít thuận lợi hơn cho Ukraine so với một năm trước. Với tình hình trên thực địa đang chuyển sang có lợi cho Nga, tổn thất về lãnh thổ của Ukraine cho thấy các điều kiện của bất kỳ nền hòa bình nào trong tương lai có thể thách thức hơn đối với Kiev so với khi các cuộc đàm phán diễn ra sớm hơn. Nếu kịch bản này thành hiện thực, giống như các lĩnh vực quan trọng khác, sẽ không báo hiệu sự thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump. Chính quyền hiện tại của Tổng thống Biden đã cho thấy những dấu hiệu của sự mệt mỏi với Ukraine khi phải duy trì nguồn viện trợ tốn kém cho Kyiv. Sự ủng hộ của công chúng Mỹ đối với việc duy trì mức viện trợ hiện tại cho Ukraine cũng đang giảm dần. Chính quyền Tổng thống Trump có thể áp dụng chiến lược tập trung vào giải pháp thực dụng hơn cho cuộc xung đột ở Ukraine. Cách tiếp cận này có thể kết hợp với việc cắt giảm viện trợ quân sự với hoạt động hòa giải ngoại giao tích cực. Nếu thành công, sẽ cho phép ông Trump thực hiện giải pháp hiệu quả cho cuộc xung đột. Tuy nhiên, đối với Ukraine và các đồng minh, Chiến lược này có nghĩa là gia tăng áp lực buộc Kiev phải thỏa hiệp, có khả năng làm suy yếu vị thế của nước này trong các cuộc đàm phán và thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực. Nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump có thể sẽ dẫn đến chính sách đối ngoại thực dụng hơn. Chính quyền tổng thống Trump có thể sẽ tập trung vào lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, giảm hỗ trợ cho Ukraine, phân bổ lại trách nhiệm trong NATO và giảm sự tham gia của Mỹ vào các liên minh cũng như thỏa thuận toàn cầu. Mặc dù những thay đổi này có vẻ đáng kể, nhưng giới phân tích cho rằng chúng sẽ không tạo nên sự thay đổi hoàn toàn về định hướng chính sách đối ngoại dài hạn của Washington. Giải thể Bộ Giáo dục Mỹ, tuyên bố của ông Trump gây phản ứng hoảng hốt. Tỷ phú Elon Musk đã đăng một video lên X cho thấy tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố về việc đóng cửa Bộ Giáo dục Mỹ và chuyển mọi vấn đề giáo dục trở lại các tiểu bang. Tuyên bố này đã gây ra phản ứng chấn động. Theo Fox News, tổng thống đắc cử Donald Trump đã đề xuất một cuộc cải tổ mạnh mẽ trong nền giáo dục Mỹ giải tán hoặc giảm mạnh quyền lực của Bộ Giáo dục Mỹ, DOE, một động thái sẽ chuyển quyền kiểm soát và tài trợ cho các trường công lập trở lại cho các cộng đồng địa phương. Kế hoạch cụ thể và lựa chọn bộ trưởng của ông Trump vẫn chưa được công bố. Trump đã nhiều lần nói trong chiến dịch tranh cử rằng ông sẽ đóng cửa bộ giáo dục, chuyển giáo dục trở lại các tiểu bang. Nhắc lại lời hứa mà nhiều đảng viên Cộng Hòa, từ Ronald Reagan đến Ted Cruz đã từng nhắc đến. Đây là một học thuyết chính thống lâu đời của đảng Cộng Hòa, Margaret Spellings, Cựu bộ trưởng Giáo dục dưới thời Tổng thống George W. Bush nói với Newsweek: "Bộ Giáo dục vẫn còn nhiều chỗ để cải thiện. Điều đó đúng khi tôi còn ở đó. Câu hỏi đặt ra là mục đích là gì, tại sao và cơ cấu tổ chức nào là tốt nhất để phục vụ sinh viên?" Bà Spellings cho biết. Nhiều người trong Đảng Cộng hòa đã đồng tình với lời kêu gọi của ông Trump về việc bãi bỏ Bộ Giáo dục. Năm ngoái, hạ nghị sĩ Thomas Marcy của Đảng Cộng hòa phát biểu: "Những viên chức không được bầu ở Washington DC không nên chịu trách nhiệm về sự phát triển về mặt trí tuệ và đạo đức của con em chúng ta, đồng thời đưa ra một dự luật nhằm xóa bỏ bộ này. Nền tảng chính thức của Đảng Cộng Hòa năm 2024 cũng kêu gọi đóng cửa bộ giáo dục. Elon Musk, một trong những người ủng hộ có ảnh hưởng nhất của Tổng thống đắc cử Trump, đã đăng một video lên X vào ngày thứ Hai 11 tháng 11 cho thấy ông Trump tuyên bố về việc đóng cửa bộ giáo dục và chuyển mọi vấn đề giáo dục trở lại các tiểu bang. Sự hoảng sợ Tuyên bố này đã khiến nhiều phụ huynh, gia đình và nhà giáo dục hoảng sợ và bối rối về việc điều này sẽ ảnh hưởng đến con em họ như thế nào. Ann Duncan, cựu bộ trưởng giáo dục trong chính quyền Obama, đã nói với Newsweek rằng trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã học được rằng cha mẹ chỉ muốn ba điều khi nói đến việc giáo dục con cái, để chúng cảm thấy an toàn, để chúng có thể học tập và để chúng có được sự chuẩn bị cho cuộc sống. Ông cho biết mối lo ngại lớn nhất của các bậc phụ huynh hiện nay là nạn bắt nạt, nỗi sợ xả súng ở trường học và sức khỏe tâm thần của con em họ. Tuy nhiên, theo ông thì tổng thống đắc cử và cộng sự của ông vẫn chưa đề cập đến những vấn đề này. Bộ Giáo dục được tổng thống Jimmy Carter thành lập vào năm 1979, tách ra khỏi Bộ Y tế, Giáo dục và Phúc lợi. Ngân sách của Bộ Giáo dục tài trợ cho nhiều chương trình khác nhau để giúp học sinh có được nền giáo dục chất lượng, trong đó có những chương trình cho học sinh ở các cộng đồng thu nhập thấp, học sinh khuyết tật, chương trình về cấm phân biệt đối xử, tài trợ hoặc cho vay để học đại học. Trong năm tài chính 2024, Chính phủ liên bang đã phân bổ cho DOE 238 tỷ đô la, tức là chưa đến 2% ngân sách liên bang. Quỹ liên bang chi trả khoảng 8% chi phí giáo dục K-12, phần lớn số tiền này đến từ các tiểu bang riêng lẻ. Bà Spellings cho biết, Chúng tôi đã hiệu chỉnh lại và xem xét lại mối quan hệ giữa các tiểu bang và chính quyền liên bang kể từ khi thành lập Bộ Giáo dục. Quyết định giải thể Bộ Giáo dục có thể định hình lại hoàn toàn việc học trên khắp nước Mỹ, bãi bỏ bộ này và những thay đổi đi kèm là một nỗ lực nhằm tước đi mọi khả năng làm điều tốt của chính quyền liên bang như một cách để biện minh cho việc cắt giảm thêm ngân sách cho các trường công và cao đẳng của chúng ta. Kelly Rosinger, phó giáo sư giáo dục và chính sách công tại Penn State, nói với trang tin Axios. Những thay đổi có thể về bộ giáo dục, từ việc chuyển đổi các chương trình giữa các cơ quan, sáo trộn nhân sự hoặc mất đi các chuyên gia trong lĩnh vực này, có thể có nghĩa là các chương trình của chính phủ liên bang sẽ bị hỗn loạn. Điều đó sẽ gây tổn hại không cân xứng tới các gia đình thuộc tầng lớp lao động, ông Rosinger cho biết. Thực thi không dễ dàng. Việc xóa bỏ bộ giáo dục đòi hỏi hành động của quốc hội có khả năng bao gồm đa số tuyệt đối là 60 phiếu tại thượng viện, theo tờ Washington Post đưa tin. Mặc dù chiếm đa số 53 trên 47 tại thượng viện, nhưng Đảng Cộng hòa khó có thể tập hợp đủ số phiếu để cản trở. Theo tờ Post một cuộc bỏ phiếu của Hạ viện vào năm ngoái về một sửa đổi xóa bỏ bộ này đã thất bại sau khi 60 đảng viên Cộng hòa tham gia cùng đảng Dân chủ phản đối. Sự thù địch của ông Trump đối với Bộ Giáo dục không phải là mới. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông đã đề xuất sát nhập Bộ Giáo dục và Bộ Lao động. Betsy DeVos, cựu Bộ trưởng Giáo dục của Trump, bị nhiều nhà phê bình coi là phản giáo dục công. Chính sách giáo dục của ông Trump Mặc dù kế hoạch cụ thể của ông Trump về giáo dục chưa được công bố chính thức, Song dự án 2025 được các đồng minh của Trump coi là chương trình nghị sự của chính quyền sắp tới, phát thảo các kế hoạch bãi bỏ bộ giáo dục. Dự án 2025 kêu gọi phân phối lại nhiều chương trình giáo dục liên bang trên toàn chính phủ, đồng thời xóa bỏ một số chương trình khác hoặc chuyển chúng tới các tiểu bang. Tổng thống đắc cử đã nói rằng, ông muốn cắt giảm kinh phí cho bất kỳ trường học nào giảng dạy lý thuyết chủng tộc quan trọng hoặc sự điên rồ của người chuyển giới và cấp bằng cho những giáo viên ủng hộ các giá trị yêu nước và ủng hộ lối sống của người Mỹ. Trump cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với chương trình lựa chọn trường học trên toàn quốc. Chương trình này sẽ cấp cho phụ huynh tín dụng để phân bổ quỹ giáo dục công cho các trường học thay thế, cũng như chấm dứt luật về quyền sở hữu giáo viên và áp dụng chế độ trả lương theo thành tích. Kiev tiết lộ kế hoạch hòa bình đề xuất với ông Trump. Ukraine có thể đề xuất với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hợp tác khai thác tài nguyên thiên nhiên và thay thế một phần lực lượng quân sự của Mỹ ở châu Âu. Trả lời phỏng vấn tờ La Repubblica của Ý, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết, chúng tôi có các mỏ khoáng sản quý hiếm như lithium và titan mà chúng tôi có thể khai thác cùng nhau. Ukraine sẽ không chờ đợi sự mở cửa mặt trận thứ hai từ các đồng minh, Podolyak tuyên bố. Ông cũng nói về sự chuẩn bị quân sự cao ở Ukraine và bày tỏ sẵn sàng đề xuất với ông Trump việc thay thế một phần lực lượng quân sự Mỹ ở các khu vực, chủ yếu là ở châu Âu. Ukraine kỳ vọng Mỹ gia tăng sức ép lên Nga, bao gồm cả lệnh trừng phạt kinh tế mới, theo lời Podolyak. Trước đó, tờ Financial Times của Anh dẫn nguồn tin cho biết, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tới New York để gặp ông Trump từ hồi tháng 9 khi ông còn đang tranh cử, để trình bày với ông một kế hoạch chiến thắng. Điểm đáng chú ý là sự quan tâm của ông Trump đến các điều khoản liên quan tới quyền tiếp cận tài nguyên và việc thay thế một phần lực lượng quân sự Mỹ tại châu Âu bằng các lực lượng Ukraine. Ngày 18 tháng 10, ông Zelensky đã trình bày kế hoạch chiến thắng của Ukraine tại Quốc hội Ukraine. Tài liệu này bao gồm 5 điểm chính và 3 phụ lục bí mật. Cụ thể, điểm đầu tiên là mời ukraine gia nhập nato và sau đó trở thành thành viên chính thức điểm thứ hai là dỡ bỏ các hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công lãnh thổ nga điểm thứ ba là triển khai gói kiềm chế phi hạt nhân toàn diện của nga tại ukraine ông zelensky nhấn mạnh rằng việc thực hiện kế hoạch phụ thuộc vào các đối tác phát ngôn viên bộ ngoại giao nga maria zakharova khi bình luận về kế hoạch chiến thắng mà zelensky đã trình bày cho rằng đó không phải là một kế hoạch mà chỉ là một tập hợp các khẩu hiệu không có mối liên kết bà cho biết Kế hoạch này chỉ đẩy NATO tới gần một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, kế hoạch hòa bình thực sự đối với chính quyền Kiev sẽ là nhận thức được tính vô vọng của chính sách mà họ đang theo đuổi. Các đơn vị Nga bất ngờ đột nhập thành phố Kupian của Ukraine. Dự án phân tích Deep State đã báo cáo về những bước tiến thành công mới của quân đội Nga tại miền đông Ukraine, đặc biệt là quân Nga đã chiếm được Linka và tiến vào Kupian. Deep State tối ngày 13 tháng 11 cho biết, kẻ thù đã chiếm đóng Ilinka, đồng thời cũng tiến vào Dani, gần Novodonetsk, Chudovoy và Kupian. Theo Deep State, quân Nga đã tiến vào Kupian, vùng Kharkov. Chiều hôm nay, hai đoàn thiết bị của quân Nga tiến từ quận Liman Peso ở Kupian đến đường Svatove. Đoàn đầu tiên gồm hai MTLB, BMP và một xe tăng. Còn đoàn thứ hai thì chưa rõ thành phần chính xác bởi vì họ đã di chuyển sau khi trời tối. Theo Deep State, Phía Nga sau khi nhận được thông tin thành công đã cố gắng đưa thêm quân tiếp viện, nhưng lực lượng phòng thủ Ukraine đã tấn công đối phương. Đồng thời, họ lưu ý rằng việc quân Nga đột phá vào Kupian trở nên khả thi vì trong những tháng gần đây, đường liên lạc đã trở thành bí ẩn đối với tất cả các đơn vị. Deep State phân tích, tại sao lại xảy ra tình huống này? Những tháng gần đây, tuyến tiếp xúc giữa các bên đã trở thành một bí ẩn đối với tất cả các đơn vị. Các đội hình chiến đấu của quân đội Ukraine và đối phương gần như đã bị phân tán khắp trong rừng các cuộc luân chuyển của cả hai bên diễn ra và cuộc chiến trong rừng trông có vẻ kỳ lạ. Các nhà phân tích nhấn mạnh và kêu gọi cơ quan điều tra nhà nước DPR và Cục An ninh Ukraine SBU chú ý tới chỉ huy của Sư đoàn Cơ giới 1111X OMBR liên quan tới tình hình tại khu vực này của mặt trận. Các kênh điện tiến của Nga cũng tuyên bố rằng các nhóm tấn công của họ đã đột phá được và giành được chỗ đứng ở Kupian, đồng thời công bố bản đồ về tiến trình của mình. Ngày hôm trước, quân Nga đã có 4 đợt cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Kupian. Một bộ phận binh sĩ Nga đã cải trang trong quân phục của quân đội Ukraine. Tổng cộng phía Nga sử dụng khoảng 15 thiết bị. Vào ngày 10 tháng 11 năm 2022, lực lượng vũ trang Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát Kupian, vùng Kharkov khỏi quân Nga và đây đã trở thành mặt trận ác liệt trong thời gian vừa qua. Quân Kiev buông súng ở khu Rakov, chờ lệnh rút lui, Kênh Riyadovka cho biết RFIF đã chiếm phần phía đông của Rakhov và nhóm đồn trú của quân đội Ukraine AFU vì một số lý do đang chuẩn bị rút lui khỏi thành phố. Cụ thể, lực lượng Kiev đã bắt đầu rút khỏi túi lửa khu Rakhov và đang trên bờ vực sụp đổ ở khu định cư Daniel. Chỉ trừ trường hợp RFAF Nga chưa kiểm soát hoàn toàn khu vực đông dân cư, thì nhóm quân Ukraine mới có cơ hội rút lui khỏi vòng vây giữa Daniel và một chuỗi làng dọc sông sulhi AFU đang cố gắng cứu lữ đoàn dù độc lập số 79 đang rút từng phần khỏi vị trí và rút chạy về hướng trách Nguyên. Đơn vị này rơi vào tình thế vô cùng khó khăn. Lực lượng Moscow đang phát triển hơn nữa cuộc tiến công ở phía nam thành phố và từ đó gây áp lực lên nhóm binh sĩ đối phương. Toàn bộ lực lượng Kiev ở phía tây của Rakhov có thể bị đẩy lùi về sông Vostia. Về vấn đề này, có khả năng Bộ Chỉ huy Ukraine do không còn chỗ để cơ động sẽ bắt đầu một cuộc tổng rút lui về phía tây. Bất chấp thực tế là hệ thống phòng thủ tại Kurakhov được xây dựng kiên cố, việc Nga cầm chân quân đồn trú và mỗi đe dọa ngay lập tức cắt nguồn cung cấp dọc theo đường cao tốc N-15 từ Zaporizhia việc cơ bản đã thay đổi cục diện. Kiev không còn cách nào khác là phải rời khỏi các vị trí được thiết lập tốt để cứu người. Và ở đây, một câu hỏi hợp lý được đặt ra. Tại sao AFU đột ngột từ bỏ phần phía đông của Kurakhov và rút lui về phía khe núi khô cằn? Thứ nhất, họ muốn giao tranh cận chiến với các đơn vị tiên phong của đối phương như một phần của quá trình chuẩn bị đầy đủ cho việc phòng thủ các khu đô thị trung tâm và có lợi nhất. Thứ hai, bất kỳ sự gia tăng khoảng cách nào giữa mỗi xung kích tiền phương của Nga và vị trí đồn trú của lực lượng Kiev là điều kiện tiên quyết để các đơn vị Ukraine bắt đầu rời khỏi thành phố với đầy đủ lực lượng. Rốt cuộc, việc rút lui của tất cả các đơn vị mà không có sự chuẩn bị trước đơn giản là không thể mọi thứ sẽ được tận dụng và với sự đảm bảo rằng hậu phương sẽ được che chắn trong một thời gian, lực lượng Kiev đồn trú có thể rút lui trước thời điểm RFAF tiếp cận thành phố từ phía nam. Việc AFU đang chuẩn bị rời Kurakhov và rút lui ồ ạt về phía Tây đã được xác nhận gián tiếp. Financial Times dẫn lời một quan chức quân sự Ukraine cho biết nhóm quân đồn trú đã sẵn sàng tháo chạy khỏi thành phố và chỉ chờ lệnh thực hiện. Kênh Riba xác nhận, lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát Ilyinka, Giao tranh vẫn tiếp diễn ở Daniel và hai xe tăng Leopard 2A4 của AFU đã bị vô hiệu hóa ở phía nam của Rakov. Nga chiếm giữ Fripp hình thành thế bao vây Velika Novosika. Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga RFAF tiếp tục tiến về phía nam Donetsk. Họ đã kiểm soát được làng Fripp Các cuộc tấn công theo hướng Velika Novosilka đang trở nên dữ dội hơn. Một vòng vây mới đang được triển khai xung quanh thành phố này kênh Reba cho biết, theo hướng Vremivka, mũi xung kích của Nga đang tiến từ hướng Shatas, Zoluta niva về phía Velika Novosilka, cũng như tấn công Novodarivka, chiến đấu ở Ropnopilia. Ở phía nam của Rakhov, lực lượng Moscow phát triển dọc theo những cánh đồng, chiếm các vị trí xa hơn. Theo các video do phía Kiev công bố, việc phá hủy con đập của hộ chứa đã gây ra hậu quả nặng nề, ngập lụt gần như lan đến Ulakli đang cản trở đường tiếp vận của Ukraine trên khu vực phía bắc thành phố RFAF chiếm được làng Yulinka, vòng vây ở Kurakov ngày càng siết chặt hơn. Tại Torres, quân đội Nga giành được lãnh thổ đã để mất trước đó ở quận Sabanka. Các vị trí địa lý ở trung tâm Torres cũng được cho thấy sự tiến triển của lực lượng Moscow. Theo hướng Kurs, RFAF đang gia tăng cường độ tấn công và đạt được thành công. Leo Kove đã bị chiếm, nhưng họ cũng đã chinh phục được các khu vực rộng lớn dọc theo các khu rừng ở phía Bắc. Lực lượng Moscow hiện đã tiến gần đến rút xa. Cũng ở phía Bắc, các địa điểm địa lý cho thấy sự tiến triển của binh sĩ Nga dọc theo các cánh đồng và khu rừng cũng như ở làng Novaya Sorochina, nơi mà họ mới chiếm lại. Quyền lực mềm của ông Elon Musk khi Tổng thống đắc cử Trump chọn nội các sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ, tỷ phú Elon Musk đã gia tăng tầm ảnh hưởng trong quá trình tham mưu giúp ông Trump chọn ra nội các. Trong hầu hết mọi cuộc họp mà tổng thống đắc cử Donald Trump tổ chức tại Mar-a-Lago ở Florida, bên cạnh ông gần như luôn có một nhân vật đặc biệt, người giàu nhất thế giới Elon Musk. Theo New York Times, ông Musk hiện có một vị trí mang tầm ảnh hưởng lớn, dù không chính thức trong quá trình chuyển giao quyền lực của ông Trump báo Mỹ thậm chí mô tả rằng ông Musk đang đóng vai trò khiến ông trở thành một trong những công dân có quyền lực nhiều nhất ở quốc gia này. Ông Musk đã tham dự hầu hết mọi cuộc phỏng vấn các ứng viên quan chức do nhóm ông Trump tổ chức. Ông cũng gia tăng sự gắn bó với gia đình ông Trump và được cho đang cố gắng giới thiệu những người bạn ở thung lũng Silicon của mình vào những vị trí quan trọng trong chính quyền tương lai của ông Trump. Ông Musk đã ở một vị trí quan trọng trong vòng tròn thân cận của ông Trump. Theo New York Times tại mar a vào một buổi tối gần đây, ông Musk vào phòng ăn khoảng 30 phút sau khi tổng thống đắc cử bước vào và khi đó, tỷ phú Musk đã được mọi người đứng dậy vỗ tay như ông Trump. Ông Musk đã dành phần lớn thời gian trong tuần qua tại mar a Ông không chỉ tham gia các cuộc phỏng vấn mà còn tham gia hầu hết mọi cuộc họp và nhiều bữa ăn với ông Trump ông đã có chuyến đi ngắn trở lại Austin, Texas, nơi ông có một khu phức hợp trị giá 35 triệu đô la Mỹ, trước khi trở lại vào ngày 8 tháng 11, nơi ông dùng bữa tại phòng ăn và trên sân hiên của Maalago, đi dạo quanh cửa hàng quà tặng và dành thời gian trên sân golf, tất cả đều là hoạt động cùng với tổng thống đắc cử. Tôi rất vui khi được là đệ nhất bạn bè với Tổng thống. Ông Moose viết trên mạng xã hội, sử dụng cách chơi dự ám chỉ các nhân vật thân cận với Tổng thống. Tâm ảnh hưởng của ông Moose là thứ có thể quan sát thấy, chỉ trong tuần đầu tiên của quá trình ông Trump chuyển giao quyền lực, ông Bush đã ủng hộ thượng nghị sĩ Chris Scott của Florida trở thành lãnh đạo phe đa số tiếp theo của Thượng viện, thúc giục các thượng nghị sĩ Cộng hòa chấp nhận các cuộc hẹn với ông Trump. Đề xuất rằng tất cả các nhân viên chính phủ nên nộp email hàng tuần về các thành tích, yêu cầu các khuyến nghị về các vai trò quản lý mới mà ông có thể mang lại cho ông Trump. Đằng sau hậu trường, các động thái của ông Musk cũng sôi động không kém, được xem là ngang ngửa với một số trợ lý hàng đầu của ông Trump như Howard Lutnick và Linda E. M. Hai người được bổ nhiệm chính thức phụ trách quá trình chuyển giao của ông Trump. Ông Bush đã tham gia các cuộc gọi với các nhà lãnh đạo nước ngoài, bao gồm Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine, và có kế hoạch gặp trực tiếp Tổng thống Javier Milley của Argentina trong tuần này khi ông Milley đến thăm Malago theo một nguồn tin ông musk được cho cũng đã tham dự ít nhất một cuộc họp an ninh quốc gia với ông trump theo những người hiểu rõ về quy trình này ông musk thường không giới thiệu những cái tên mới cho các vai trò cụ thể mà thường chỉ đánh giá những người mà nhóm chuyển giao của ông trump đang cân nhắc và khi tổng thống đắc cử xem xét các kế hoạch chính sách trong nước ông đã trao đổi với ông musk trong nhiều tháng rằng ông rất ấn tượng với danh tiếng của ông musk về việc cắt giảm chi phí ông trump đã hứa sẽ bổ nhiệm tỷ phú công nghệ này để giám sát một ủy ban cắt giảm chi phí của chính phủ ở cấp độ cá nhân, ông Trump dường như rất thích ông Bush, coi ông như một thành viên trong gia đình. Một bức ảnh được Tiffany Trump, con gái của ông Trump, đăng trên mạng xã hội có hình ảnh toàn bộ gia đình, bao gồm tất cả các cháu, tại Maalago với thông điệp, Bố ơi, chúng con rất tự hào về bố. Ông Bush cũng đứng trong bức ảnh bế con trai tên là Is. Trong đoạn video ghi lại khoảnh khắc bức ảnh được chụp, ông Trump nói, Elon, vào đây cùng con trai đi nào. Chúng ta có Elon và con trai của ông ấy, một cậu bé tuyệt vời, hoàn hảo. Ông Musk không có mặt tại Maalago với đoàn tùy tùng đông đảo, chỉ có con trai X, một bảo mẫu và một số nhân viên an ninh. Nhưng các dấu hiệu cho thấy, ông đã có tầm ảnh hưởng lớn tới việc chính quyền mới của ông Trump hình thành. Ngoài ra, ông Musk cũng cho biết ông đang tuyển dụng một nhóm các nhân vật tinh hoa từ khu vực tư nhân để giúp cải tổ chính phủ và ông sẽ đảm bảo họ sẽ tham gia một cách tận tụy và cuồng nhiệt vào chính quyền mới ông đã giới thiệu các giám đốc điều hành tại SpaceX, Terran J. O'Shaughnessy và Tim Hus cho các vai trò quản lý trong chính quyền mới, New York Times đưa tin. Ông Trump chọn đại diện đặc biệt để đàm phán chấm dứt cuộc chiến Ukraine. Theo nguồn tin của kênh truyền hình Mỹ Fox News, Tổng thống đắc cử Trump có thể sớm bổ nhiệm một đại diện đặc biệt chịu trách nhiệm đàm phán chấm dứt chiến tranh với Nga. Một trong những nguồn tin nói với Fox News rằng đây là một đại diện đặc biệt cấp cao và một người có nhiều quyền lực mà ông Trump sẽ giao nhiệm vụ đạt được một giải pháp hòa bình ở Ukraine. Nguồn tin cho biết quan chức cấp cao này sẽ được yêu cầu đạt được một giải pháp hòa bình trong thời gian ngắn. Bạn sẽ thấy một đặc phái viên rất cấp cao, một người có nhiều uy tín, người sẽ được giao nhiệm vụ tìm ra giải pháp, đạt được một giải pháp hòa bình. Nguồn tin cho biết bạn sẽ thấy điều đó trong thời gian ngắn. Hiện chưa rõ quyền hạn của đặc phái viên này sẽ như thế nào, nhưng việc bổ nhiệm này phù hợp với tuyên bố của ông Trump nhằm tìm ra giải pháp giải quyết cuộc chiến Ukraine càng sớm càng tốt. Trong chính quyền đầu tiên của Donald Trump cũng có quan điểm tương tự. Năm 2017-2019, đại diện đặc biệt của Mỹ về Ukraine là Kurt Volker, người thực hiện công việc của mình trên cơ sở tình nguyện. Trong tuần kể từ khi đánh bại Phó Tổng thống Kamala Harris, Trump đã công bố một loạt tên mà ông dự định bổ nhiệm vào các vị trí cố vấn và nội các cấp cao. Tổng thống mới đắc cử đã tuyên bố vào đầu tuần này rằng ông sẽ bổ nhiệm nhà phát triển bất động sản Stephen Wilcox làm đặc phái viên của mình tại Trung Đông, nói rằng Wilcox sẽ là tiếng nói kiên định về hòa bình trong khu vực. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump đã nhiều lần hứa sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu đắc cử. Ông không giải thích cách thức thực hiện, mặc dù ông đã tuyên bố rằng ông sẽ sử dụng mối quan hệ tuyệt vời của mình với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình. Ông Trump đã nói chuyện với ông Zelensky vào tuần trước và nói với NBC News rằng ông có thể sẽ nói chuyện với ông Putin trong tương lai gần. Ông Putin đã chúc mừng ông Trump về chiến thắng trong cuộc bầu cử vào thứ năm tuần trước, nói với các phóng viên rằng ông đã sẵn sàng nói chuyện với tổng thống đắc cử. Trong khi Điện Kremlin khá thận trọng về các đề xuất rằng ông Trump có thể dễ dàng chấm dứt xung đột với Kiev, ông Putin cho biết các tuyên bố của ông Trump về vấn đề này ít nhất cũng đáng được chú ý. Không rõ Trump sẽ thúc đẩy loại giải pháp nào trong cuộc xung đột này trong chiến dịch tranh cử. Phó Tổng thống đắc cử Zelensky đã gợi ý rằng có thể tuyên bố ngừng bắn và thiết lập một khu vực phi quân sự dọc theo tuyến đầu dài 1.300 km hiện tại. Còn Ukraine bị từ chối tư cách thành viên NATO. Theo World Journal đưa tin tuần trước, các cố vấn của ông Trump ủng hộ một số phiên bản của kế hoạch này và đang khuyến khích Tổng thống đắc cử trình bày kế hoạch này với ông Zelensky và ông Putin. Moscow duy trì quan điểm rằng bất kỳ giải pháp nào cũng phải bắt đầu bằng việc Ukraine ngừng các hoạt động quân sự và thừa nhận thực tế lãnh thổ rằng họ sẽ không bao giờ giành lại quyền kiểm soát các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye của Nga cũng như Crimea. Ngoài ra, Điện Kremlin nhấn mạnh rằng các mục tiêu của hoạt động quân sự của họ, bao gồm cả việc Ukraine trung lập, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa sẽ đạt được sau khi ông Trump bổ nhiệm quan chức, người ủng hộ Ukraine thở vào nhẹ nhõm. Sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bổ nhiệm nghị sĩ bang Florida Michael Walsh làm cố vấn an ninh quốc gia và dự định chọn thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio làm ngoại trưởng, những người ủng hộ Ukraine đã thở vào thận trọng nhưng nhẹ nhõm. Cả hai nhà lập pháp Michael Walsh và Marco Rubio đều tuân thủ học thuyết chính sách đối ngoại nước Mỹ trên hết của Trump, nhưng vẫn là nhiều hâu cứng rắn khi nói đến cách tiếp cận của Mỹ đối với các đối thủ như Trung Quốc, Iran và Nga, báo Politico cho biết. Ngoài ra, họ còn cách xa phe theo chủ nghĩa biệt lập của đảng Cộng Hòa, vốn đang tìm cách từ bỏ Ukraine hoặc NATO. Rubio và Quartz đặt câu hỏi về việc bỏ phiếu chống lại các gói viện trợ trước đây của Mỹ cho Ukraine, không phải vì họ không muốn hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga, mà vì họ tin rằng Mỹ không chi đủ để bảo vệ biên giới phía nam của Mỹ. Trước đây, Walsh thậm chí còn đề nghị dỡ bỏ các hạn chế của Mỹ về cách Ukraine có thể sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công Nga. Chính quyền Biden đã không thực hiện bước đi này dù đã hoàn toàn ủng hộ Ukraine. Daniel Vadik, chuyên gia chính sách đối ngoại của đảng Cộng hòa và chủ tịch công ty Yorktown Solutions, chuyên tư vấn cho các thể chế nhà nước Ukraine và tiếp xúc với các quan chức ở Kiev, nói Kiev khá bình tĩnh và khá hài lòng với các quan chức an ninh quốc gia được công bố ngày hôm nay. Họ làm điều đó vì mục đích của riêng họ và gây bất lợi cho Ukraine. Quan điểm này được ba cựu quan chức chính quyền Trump nhắc lại. Họ đều là những người ủng hộ viện trợ cho Ukraine. Một cựu quan chức chính quyền Trump, người đã liên hệ với nhóm vận động tranh cử và chuyển tiếp, cho biết đối với những người lo ngại rằng Trump sẽ bán đứng Ukraine, Tôi nghĩ ưu tiên hàng đầu của ông ấy là cố gắng tìm kiếm một loại hòa bình công bằng nào đó. Politico cũng lưu ý rằng việc bổ nhiệm nội các mới nhất của Trump cho thấy ở ủng hộ các biện pháp cứng rắn hơn đối với xuất khẩu năng lượng của Nga, nguồn tài trợ cho cổ máy chiến tranh của nước này. Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, Walsh chỉ trích chính quyền Biden đã không làm đủ để khắc phục những lỗ hổng trong xuất khẩu dầu khí của Nga các quan chức cấp cao hiện tại và trước đây của châu Âu cho rằng việc ông Trump được bầu không phải là tin tốt cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, một số quan chức cấp cao của châu Âu vẫn lo ngại. Nếu ông Putin lo lắng về sự khó đoán của ông Trump, thì Ukraine và các đồng minh NATO khác cũng vậy. Họ lo ngại rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào mà ông Trump có thể tấn công vào Ukraine sẽ không kết thúc chiến tranh mà chỉ trì hoãn nó để Nga có thời gian tập hợp lại để tiếp tục chiến đấu người từng xung đột gây gắt với ông Trump được chọn làm ngoại trưởng mới của Mỹ. Thượng nghị sĩ Marco Rubio của Florida đã nói rằng ông sẽ làm việc mỗi ngày để thực hiện chương trình nghị sự chính sách đối ngoại của Tổng thống đắc cử. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đề cử thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio làm ngoại trưởng của mình. Rubio, một người theo chủ nghĩa diều hâu với Trung Quốc, từ lâu đã được coi là ứng cử viên sáng giá cho vị trí này. Trump đã công bố quyết định của ông trong một tuyên bố vào thứ tư ngày 13 tháng 11, mô tả Rubio là một người ủng hộ mạnh mẽ cho quốc gia của chúng ta, một người bạn thực sự của các đồng minh của chúng ta và một chiến binh không sợ hãi, người sẽ không bao giờ lùi bước trước kẻ thù của chúng ta. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Rubio cho biết ông vinh dự trước sự tin tưởng của Tổng thống Trump dành cho tôi và ông sẽ làm việc mỗi ngày để thực hiện chương trình nghị sự chính sách đối ngoại của mình. Rubio và Trump đã xung đột gay gắt trong cuộc chạy đua vào cuộc bầu cử năm 2016 khi thượng nghị sĩ Florida không thành công trong nỗ lực giành được đề cử của đảng Cộng hòa cho chức tổng thống. Mặc dù kể từ đó, ông đã trở thành đồng minh trung thành của Trump, nhưng quan điểm chính sách đối ngoại của ông thường mang tính bảo thủ mới hơn là chủ nghĩa biệt lập nước Mỹ trên hết của Trump. Rubio ủng hộ cuộc tấn công Iraq vào năm 2003, mà Trump gọi là một sai lầm lớn. Ông cũng ủng hộ sự can thiệp của Mỹ vào Libya, viện trợ quân sự cho các chiến binh thánh chiến chống chính phủ ở Syria và các lệnh trừng phạt khắc nghiệt hơn đối với Iran. Quay trở lại năm 2018, Rubio đã từ chối loại trừ việc ủng hộ sự can thiệp của Hoa Kỳ vào Venezuela. Mặc dù Rubio là người ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine từ sớm, nhưng kể từ đó, ông đã thay đổi quan điểm của mình về cuộc xung đột để phù hợp hơn với Trump. Ông đã bỏ phiếu chống lại dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la vào tháng 4, trong đó có khoảng 60 tỷ đô la cho Kiev và tuyên bố tuần trước rằng cuộc xung đột đã đi đến bế tắc và cần phải kết thúc. Vào tháng 9, ông cho biết mặc dù ông không đứng về phía Nga, nhưng thực tế là cách chiến tranh ở Ukraine sẽ kết thúc là thông qua một giải pháp đàm phán. Rubio và Trump đều đưa ra các chính sách cứng rắn đối với Trung Quốc, Trump đã đe dọa sẽ mở rộng thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, trong khi Rubio kêu gọi Nhà trắng cấm mọi hoạt động bán linh kiện cho gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei và cam kết hỗ trợ quân sự cho Đài Loan. Ông tuyên bố vào năm 2022 rằng sự trỗi dậy về kinh tế và quân sự của Trung Quốc chắc chắn là vấn đề địa chính trị duy nhất của thế kỷ 21. Ngoài ra, ngay sau khi tuyên bố rằng Rubio sẽ là nhà ngoại giao hàng đầu của mình, ông Trump đã đề cử đại diện Mark Redd cho vị trí tổng trưởng lý. Greg, một người bảo thủ cứng rắn, đã nhiều lần cáo buộc tổng trưởng lý hiện tại Merrick Garland phủ khí hóa hệ thống tư pháp chống lại ông Trump và mô tả những người ủng hộ tổng thống đắc cử bị bỏ tù vì tham gia vào cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 trên đồi Capitol là tù nhân chính trị. Washington Post, phương Tây quay ngắt ý định về Ukraine Những thất bại trên chiến trường và cuộc bầu cử ở Mỹ được cho là đã kết thúc sự chuyển hướng sang đàm phán, báo Mỹ Washington Post cho biết. Theo tờ Washington Post, các thành viên NATO châu Âu ngày càng tin tưởng vào một kết thúc đàm phán cho cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ bao gồm các nhượng bộ về lãnh thổ, mặc dù Kiev vẫn phản đối. Mỹ và các đồng minh đã chuyển hàng trăm tỷ đô la tiền mặt, vũ khí, thiết bị và đạn dược cho Ukraine kể từ năm 2022 trong khi khẳng định họ không phải bên trực tiếp tham gia vào các cuộc giao tranh. Một số quốc gia châu Âu hiện đang trải qua một sự thay đổi âm thầm nhưng ngày càng tăng hướng tới lệnh ngừng bắn, trong đó sẽ để Nga kiểm soát một số lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền, đồng thời trao cho Kiev một số loại bảo đảm an ninh, tờ Post đưa tin hôm 13 tháng 11. Theo tờ báo này, các cuộc thảo luận kín đã được thúc đẩy bởi tình hình chiến trược ảm đạm ở Ukraine và viễn cảnh nguồn tài trợ của Mỹ sẽ cạn kiệt khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào tháng 1 trong khi các tuyên bố công khai ủng hộ kiev vẫn tiếp diễn một số quốc gia đang tìm cách đặt nền móng cho các cuộc đàm phán hòa bình mười nhà ngoại giao eu và nato hiện tại và trước đây đã gợi ý với washington post một trong những ý tưởng được cho là đang được đưa ra là để nga giữ nguyên các vùng lãnh thổ mà nước này hiện đang kiểm soát trong khi ukraina sẽ nhận được lực lượng gìn giữ hòa bình của phương tây hoặc các đảm bảo an ninh khác nhưng không phải là tư cách thành viên nato chắc chắn không còn là điều gì cực đoan nữa, một quan chức phương Tây giấu tên nói với tờ Post, trong khi một quan chức cấp cao của NATO cho biết những người đưa ra các đề xuất đổi lấy hòa bình như vậy không còn thực tế là bị thiêu sống như trước đây nữa. Trong số các thành viên NATO châu Âu, có 50 sắc thái xám về việc thỏa thuận hòa bình có thể trông như thế nào. Camille Grant của Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu nói với tờ Post, trong khi đó, không ai biết Trump sẽ đề xuất gì sau khi tuyên thệ nhậm chức. Theo The Post, chính quyền Mỹ hiện tại đã gấp rút cung cấp càng nhiều viện trợ quân sự càng tốt cho Ukraine trước khi điều đó xảy ra. Ngoại trưởng Antony Blinken đã đến Brussels vào thứ Tư để thảo luận về chiến lược các quan chức cấp cao của NATO, EU và Ukraine. Một ngày trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng khi thời điểm đến, không có gì được quyết định về Ukraine mà không có người Ukraine, cũng như về châu Âu mà không có người châu Âu. Điều này đã gây ra vấn đề cho NATO vì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối mọi đề xuất từ bỏ yêu sách lãnh thổ của mình, hoặc cái gọi là nền tảng hòa bình, kêu gọi Nga đầu hàng. Vào thứ Tư, cố vấn của ông Zelensky là Mikhail Podolyak đã đăng trên X rằng các đề xuất hòa bình đến từ phương Tây chỉ là hòa bình với cái giá phải trả là nạn nhân và không liên quan đến kịch bản thực sự buộc Nga phải ngừng tấn công. Theo tờ Post, thách thức lớn nhất đối với phương Tây sẽ là điều hướng thông điệp công khai về cuộc đàm phán sau hơn 2 năm cảnh báo về mối đe dọa hiện hữu đối với châu Âu, đòi hỏi phải chi hàng tỷ đô la cho Ukraine. Đó là một điều quan trọng về bất kỳ thỏa thuận nào mà chúng tôi thực hiện, một viên chức giàu tên nói với tờ Post. Nó không bao giờ có thể được gọi là chiến thắng cho Nga. Moscow đã nêu ra các điều khoản của mình cho việc chấm dứt chiến sự vào đầu năm nay trong đó có việc Ukraine rút khỏi tất cả các khu vực đã bỏ phiếu gia nhập Nga vì phát xít hóa chính phủ ở Kiev, cũng như sự trung lập về quân sự và chính trị vĩnh viễn. Mỹ có thể không chuyển 9 tỷ USD vũ khí đã hứa cho Ukraine. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đối mặt với thời gian ngày càng ngắn để chuyển hết 9 tỷ USD vũ khí viện trợ cho Ukraine trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào tháng 1 năm sau, theo Defense Express, một khoản ngân hàng đáng kể vẫn chưa được chi trong khuôn khổ các gói viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine trong năm 2024. Cụ thể, khoản tiền 9 tỷ USD, bao gồm 7,1 tỷ USD chưa được sử dụng theo chương trình quyền rút vốn của Tổng thống và 2,2 tỷ USD khác còn lại trong sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, Pat Ryder, một câu hỏi quan trọng hiện tại là liệu chính quyền của Tổng thống Joe Biden có thể phân bổ các khoản tiền này trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 20 tháng 1 năm 2025 hay không. Tới nay, Mỹ đã giao 83% lượng đạn pháo 155 mm, tên lửa KMLRS và tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot và NASAM đã được giao theo cam kết. Với các loại tên lửa khác, tỷ lệ này thấp hơn, như tên lửa Stinger và MIM-23 Hawk 67% và bom lượng SDB 60%. Ngoài ra, ông Raider thừa nhận rằng một số vũ khí được chuyển giao cần được tân trang trước khi vận chuyển, điều này khiến thời gian bàn giao càng kéo dài. Ông đảm bảo rằng Mỹ vẫn cam kết trang bị cho Ukraine đối phó Nga. Tuy nhiên, thời gian cho chính quyền ông Biden đang dần cạn khi tới ngày 20 tháng 1 năm 2025, Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ nhậm chức. Ông Trump là người từng chỉ trích các khoản viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine và chủ trương sẽ tìm ra giải pháp ngoại giao cho xung đột. Giới quan sát cảnh báo rằng, việc ông Trump nhậm chức có thể khiến cho các luồng viện trợ quân sự của Mỹ giảm hoặc gián đoạn hoặc có thể bị hạn chế về chủng loại. Vũ khí viện trợ từ quỹ USA, bao gồm các hợp đồng với các nhà sản xuất Mỹ, sẽ chỉ được bàn giao sau 1 đến 2 năm vì đây là vũ khí sản xuất mới. Do đó, nguồn vũ khí này gần như không thể kịp bàn giao cho Ukraine trước đầu năm sau. Ngược lại, quỹ PDA được phân bổ để chuyển ngay vũ khí từ các kho dự trữ hiện có của Lầu Năm Góc vì vậy, đây là nguồn cung cấp vũ khí nhanh hơn nhưng cũng đối mặt với nhiều thủ tục khác nhau nên thời gian phân bổ cũng bị kéo dài. Kể từ tháng 4, chỉ có 3,7 tỷ USD quỹ PDA được chi, để lại số dư còn lại là 7,1 tỷ đô la sau khi điều chỉnh từ lỗi kế toán năm 2023. Để đáp ứng mục tiêu năm 2024 của chương trình, Lầu Năm Góc sẽ cần phải tăng gấp đôi tốc độ chi tiêu trong hai tháng tới hồi đầu tuần, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan hứa rằng Washington sẽ viện trợ 6 tỷ USD cho Ukraine trước khi ông Trump nhậm chức. Mỹ dọa đáp trả cứng rắn lính Triều Tiên tham chiến cùng nga. Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo phản ứng cứng rắn về Triều Tiên triển khai quân đội chiến đấu cùng lực lượng nga. Phát biểu trước các phóng viên cùng Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm ngày 13 tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các bên đã thảo luận về việc lực lượng Triều Tiên đã được đưa vào cuộc chiến và bây giờ đang chiến đấu theo đúng nghĩa đen. Nhà ngoại giao Mỹ cảnh báo hành động này của Triều Tiên đòi hỏi phải có động thái đáp trả cứng rắn. Ông Blinken gọi đây là một diễn biến nghiêm trọng và cực kỳ nguy hiểm, nhưng không nêu rõ cách Mỹ sẽ phản ứng. Đầu tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Mueller cảnh báo lính Triều Tiên sẽ trở thành mục tiêu quân sự nếu tham gia chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc đã báo cáo vào ngày 13 tháng 11 rằng quân đội Triều Tiên đã tham gia vào các hoạt động chiến đấu ở Nga sau khi huấn luyện và dần triển khai ra chiến trường trong hai tuần qua. Thực tế này cũng đã được tình báo Mỹ xác nhận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Fedan Bartel cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 12 tháng 11 rằng hơn 10.000 binh sĩ quân đội Triều Tiên đang đồn trú ở miền đông nước Nga và hầu hết đã chuyển đến khu vực Kurs, nơi họ đang tham gia vào các hoạt động chiến đấu cùng với lực lượng vũ trang Nga. Ông Bartel lưu ý rằng các lực lượng Nga đã huấn luyện quân đội Triều Tiên về pháo binh, máy bay không người lái UAV và các hoạt động bộ binh cơ bản, bao gồm cả các hoạt động đột kích chiến hào. Đây là những kỹ năng quan trọng đối với các hoạt động tiền tuyến. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, thành công trên chiến trường của Nga khi sử dụng quân đội Triều Tiên phần lớn sẽ phụ thuộc vào việc Nga có thể tích hợp họ và quân đội tốt đến mức nào. Các nguồn tin quân sự phương Tây đánh giá, Nga đang dồn quân để đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Kết trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 tới. Theo đó, Nga đã triển khai khoảng 50.000 quân, bao gồm cả lính Triều Tiên, để chuẩn bị cho một cuộc phản công quy mô lớn ở Kết trong những ngày tới việc giành lại các vùng lãnh thổ bị Ukraine kiểm soát ở Kursk cùng với đà tiến công nhanh chóng ở miền đông Ukraine sẽ giúp Nga nâng cao vị thế trước bất cứ cuộc đàm phán tiềm năng nào. Nga và Triều Tiên đến nay tiếp tục bác bỏ cáo buộc Triều Tiên đưa quân đến Nga để tham chiến, cho rằng những cáo buộc này là vô căn cứ. Mặt khác, Moscow nêu rõ, kể cả kịch bản Triều Tiên đưa lính đến Nga cũng không vi phạm luật pháp quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin và chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cuối tuần qua và đầu tuần này đã phê chuẩn hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hiệp ước nêu rõ, hai nước nên ngay lập tức hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi phương tiện sẵn có nếu một trong hai bên rơi vào tình trạng chiến tranh. NATO có thể giúp Ukraine lật ngược tình thế giành lại lãnh thổ Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng các thành viên của khối nên cung cấp hỗ trợ lâu dài cho Kiev để cuối cùng Ukraine có thể khôi phục lại lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Chúng ta phải đảm bảo rằng viện trợ quốc phòng sẽ tiếp tục đến Ukraine, vũ khí và tài chính sẽ đưa Ukraine từ vị thế mất lãnh thổ đến vị trí mà họ có thể ổn định mặt trận và sau đó giành lại từ tay người Nga những gì họ đã mất. Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vào ngày 13 tháng 11. Ông Druid tin rằng lực lượng Ukraine có thể lấy lại các vùng lãnh thổ cũ nếu phương Tây cung cấp viện trợ quân sự dài hạn. Các thành viên NATO đã tăng cường chuẩn bị trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bắt đầu vào tháng 1 tới. Ông Trump từ lâu phản đối viện trợ hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Ông cũng tuyên bố có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ. Sau khi đắc cử vào tuần trước, ông Trump được cho là đã bắt đầu thúc đẩy kế hoạch gây sức ép với cả Moscow và Kiev. Nga đến nay vẫn hoài nghi về khả năng của ông Trump chấm dứt xung đột một cách nhanh chóng. Nga cũng coi cuộc xung đột Ukraine như một cuộc chiến quỷ nhiệm của phương Tây nhằm chống lại Moscow. Nga tuyên bố sẽ đạt mọi mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự Ukraine, bất kể Mỹ và các đồng minh đổ bao nhiêu nguồn lực vào Kiev. Lính Triều Tiên sát cánh cùng Nga chiến đấu với Ukraine ở Kursk các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đã xác nhận sự tham gia của quân đội Triều Tiên trong các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Nga, đặc biệt là ở khu vực Kursk, nhằm đánh bật lực lượng Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ đưa tin, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc đã báo cáo vào ngày 13 tháng 11 rằng quân đội Triều Tiên đã tham gia các hoạt động chiến đấu ở Nga sau khi huấn luyện và dần triển khai ra chiến trường trong hai tuần qua. Thực tế này cũng được tình báo Mỹ xác nhận. Báo cáo có đoạn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedan Patel cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 12 tháng 11 rằng hơn 10.000 binh sĩ quân đội Triều Tiên đang đồn trú ở miền đông nước Nga và hầu hết đã chuyển đến khu vực Kursk, nơi họ đang tham gia các hoạt động chiến đấu cùng với các lực lượng vũ trang Nga. Ông Patel lưu ý rằng các lực lượng Nga đã huấn luyện quân đội Triều Tiên về pháo binh, máy bay không người lái và các hoạt động bộ binh cơ bản, bao gồm các hoạt động đột kích chiến hào. Đây là những kỹ năng quan trọng đối với các hoạt động tiền tuyến. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, thành công trên chiến trường của Nga khi sử dụng quân đội Triều Tiên phần lớn sẽ phụ thuộc vào việc Nga có thể thích hợp họ và quân đội tốt đến mức nào. Các nguồn tin quân sự phương Tây đánh giá, Nga đang dồn quân để đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Kurs trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 tới. Theo đó, Nga đã triển khai khoảng 50.000 quân, bao gồm cả lính Triều Tiên, để chuẩn bị cho một cuộc phản công quy mô lớn ở Kurs trong những ngày tới việc giành lại vùng lãnh thổ bị Ukraine kiểm soát ở Kursk cùng với đà tiến công nhanh chóng ở miền đông Ukraine sẽ giúp Nga nâng cao vị thế trước bất cứ cuộc đàm phán tiềm năng nào. Moscow và Bình Nhưỡng hiện chưa bình luận về thông tin này. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cuối tuần qua và đầu tuần này đã phê chuẩn hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hiệp ước nêu rõ hai nước nên ngay lập tức hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi phương tiện sẵn có nếu một trong hai bên rơi vào tình trạng chiến tranh. Lý do Nga chịu thiệt hại lớn khi dồn lực phản công Ukraine ở Kursk Giới quan sát Ukraine và phương Tây nói rằng Nga đã chịu thiệt hại lớn khi mở cuộc phản công nhằm vào Kursk, khu vực mà Ukraine kiểm soát hơn 3 tháng qua. Forbes đưa tin, một tuần sau khi mở cuộc phản công nhằm giành lại 647 km vuông lãnh thổ ở Kursk, Nga đã chịu thiệt hại lớn về vũ khí và nhân lực. Theo giới quan sát, Nga đã giành lại ngôi làng Pokrebiki ở Zyabakus. Tuy nhiên, ở những khu vực khác, Forbes cho biết Nga đã đối mặt với tổn thất khi mở cuộc phản công. Theo tạp chí Mỹ, Nga phải đối mặt với hai vấn đề. Thứ nhất, khu vực mà Nga tấn công chỉ có một số ít con đường có thể dẫn vào, nên hướng tới tập kích của Moscow tương đối dễ đoán. Thứ hai, các chỉ huy Nga dường như đánh giá không chính xác về quy mô lực lượng Ukraine ở khu vực, nên họ thường bị rơi vào trận địa phục kích. Karey Foucher, một binh sĩ vận hành máy bay không người lái của Ukraine ở Kursk, đã thống kê được 88 phương tiện của Nga bị phá hủy trên ba tuyến đường chính chạy qua và xung quanh khu định cư Zeneli Silak ở vùng đất không người ở sườn phía tây bắc của mặt trận. Theo Karey Foucher, Nga tấn công liên tục bằng xe chiến đấu bọc thép mỗi ngày vào khu vực, mỗi lần từ 4 đến 6 xe nhưng đều bị Ukraine chặn lại. Các đơn vị Ukraine như Lữ đoàn Cơ giới Hạng nặng số 17, Lữ đoàn Cơ giới số 41 và 47 và Lữ đoàn Tấn công đường số 95 của Ukraine cùng nhiều đơn vị khác đã giải mìn, bắn đạn pháo, tên lửa, máy bay không người lái. Họ cũng dùng xe tăng để chặn đà tiến của Nga. Theo giới quan sát, vấn đề mà Nga gặp phải dường như là thông tin tình báo chiến trường thiếu sự chính xác. Forbes đã phân tích cuộc tấn công của lữ đoàn bộ binh hải quân 810 của Nga quanh Pokrebiki vào ngày 7 tháng 11. Đoạn video quay bằng UAV cho thấy một số xe TBR-82 của Nga bị quân đội Ukraine phá hủy ở tầm gần. Điều đó cho thấy cuộc tấn công của Nga có thể đã dựa vào thông tin tình báo mặt trận không chính xác khiến họ bị rơi vào trận địa phục kích của đối phương theo hướng này và những sai lầm này có xu hướng lặp lại trong những ngày qua. Theo Forbes, binh sĩ Nga dường như đang tấn công theo những hướng dễ đoán ở Kursk và Ukraine đã có sự chuẩn bị trước. Tuy nhiên, các chuyên gia phương Tây cho rằng điều này không có nghĩa là Nga sẽ thất thế ở Kursk Họ vẫn có thể đạt được mục tiêu đẩy lùi Ukraine khỏi khu vực, nhưng có thể phải đối mặt với thương vong lớn. Xét về quy mô lực lượng, Nga vẫn đang áp đảo đối phương. Ước tính, Nga đã điều động 50.000 binh sĩ tới Kursk, trong khi Ukraine chỉ có 20-30.000 quân tại đây. Tiềm lực về đạn dược, vũ khí của Ukraine cũng không thể so sánh với Nga. Moscow dường như đã đặt ra mục tiêu giành lại Kursk trong thời gian tới, trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức, nhằm loại bỏ ưu thế của Ukraine trong các cuộc đàm phán tiềm tàng. Nga chưa bình luận về những thông tin mà truyền thông phương Tây cung cấp. Tuy nhiên, trong các cập nhật hàng ngày của Bộ Quốc phòng Nga, Moscow nhiều lần tuyên bố Ukraine phải chịu thiệt hại lớn trong trận chiến ở Kursk.